hiện tại cái nhiệt độ ở bên ngoài đã hồi nãy là 1 độ, giờ tăng lên được 2 độ rồi, 3 độ C. Bên này mình cứ lái là mình mang tính chất là đi chơi mà, nên mình cứ lái đúng tốc độ thôi. Mình mà lái mà vượt tốc độ rồi bị cảnh sát bắn tốc độ rồi, theo các bạn biết là giống như là mình nói là cái bằng full bên này được tổng cộng là 12 điểm ha. Mà một lần mà bạn bị bắn tốc độ hoặc là vượt đèn đỏ, nói chung là những lỗi mà cái lỗi mà nghiêm trọng là sẽ bị trừ hết 3 điểm đó. Rồi còn chưa kể là việc đóng phạt, là hồi xưa là mình nhớ là cái giá là khoảng 170 mấy 180 mấy đô, bây giờ cũng có thể là 200 mấy 300 mấy không chừng đó. Cách đây là chắc cũng 5-6 năm rồi đó, là cỡ đó đó. Hồi xưa mình bị phạt cái lỗi đó một lần đó, nên mình nhớ. Rồi bây giờ là có thể là tăng, mà sau khi mà bị trừ hết điểm là bắt buộc là phải đi học luật để thi lại đó, nên nói chung là phiền lắm, vì vừa bị mất bằng mà vừa phải là thi lại nữa, đóng tiền thi lại nữa. Trong khoảng thời gian đó là mình không có thể mình sử dụng xe hoặc là mình muốn đi đâu, nói chung là bị bó buộc đó. Nên mình cứ đi họ cho nhiêu thì mình lái nhiêu đi. Còn chừng nào có chuyện gì đó đột xuất gấp gáp thì tính sau. Và
bên tay phải là nó có cái bảng là tourist radio á, nên ví dụ mình vô cái khu vực này là cái khu vực dành cho khách du lịch rồi, nên mình theo cái bảng nó hướng dẫn là mở cái đài kênh số máy á, thì nó sẽ nói cho mình về cái dưới đây nó có những cái gì gọi là về du lịch đó. Giờ bắt đầu mình đi vô là có cái cổng chào nè, thấy không? Hai bên bên tay phải có treo cờ rồi đó. Vô đây tốc độ giảm xuống. Giờ là hiện tại vẫn còn 80 nha. Đường ở bên đây đi rất là thoải mái, tại vì nó rộng rãi rồi. Cái hướng dưới này và dân cư nó cũng ít hơn so với trên Melbourne, nên đường đi nó rộng rãi thoải mái, chạy vô tư luôn. Độ bên ngoài dưới này hiện tại vẫn là 3 độ, không có giảm xuống giống như mình nghĩ. Nói chung là có nắng lên thì ấm, không đến nỗi. Mấy ngày mà gặp mà sương mù hoặc là trời mà muốn mưa hay gì là nhiệt độ có thể là ấm á. Đó, giờ từ 70 giảm xuống, từ 80 giảm xuống còn 70 nè. Đó. Mặc dù ngoài nhiệt độ vậy nhưng hai bên là như là trên bãi cỏ là như là đóng băng hết. Rồi, đèn đỏ mình cứ đứng lại thôi. Rồi mấy người đi tập thể dục đi bộ thì người ta đi ngang qua.
đó, có đèn dành cho người đi bộ đàng hoàng đó, nhưng cô này thấy phạm luật rồi đó, thấy không, đèn đỏ dành cho người đi bộ băng đại qua luôn, cứ liếc qua liếc lại mà không có xe giọt luôn. Đa phần mấy cái vùng này gọi là vùng miền quê của nước Úc nên mình thấy cảnh rất là thanh bình. Đặc biệt dưới này á, theo mình biết là nhà thờ đồ là dành cho những người mà bên đạo Công giáo hoặc là Tin lành đồ rất là nhiều nha. Dưới này là Barat cũng có cái mỏ vàng nữa, là dành cho khách du lịch đồ đi tham quan đồ. Lát mình sẽ chạy ngang qua đó cho các bạn thấy khu vực đó như thế nào. Cây cối vào mùa này là như là trơ trọi luôn, lá như là rụng hết, có những cây giống như bên tay trái bạn thấy không, lá vẫn còn nhưng mà nó chung là nó muốn héo hết trơn rồi. Thường á mùa thu là nó rụng muốn hết rồi, vô tới mùa 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 đông là nhìn là cây là chỉ còn là nhìn giống như là cây chết vậy đó, nhưng đó. Vô mùa xuân là bắt đầu là lá xanh nữa, đâm chồi nảy nở đây trở lại rất là đẹp. Đặc biệt mùa thu á, giống như cây này còn sót nè, lá đỏ nè. Ở đây là thành phố Ba Lát, đây thành phố Ba Lát này. Rồi tới đây mình quẹo qua tay trái để mình đi ngang qua cái khu vực đào vàng của Barat cho các bạn thấy nha. Hôm nay mình không có vô, mình chỉ đi ngang qua để giới thiệu cho các bạn thấy thôi, rồi đợt sau mình sẽ làm cái clip ở trong đó như thế nào cho các bạn xem sau. Nhìn dưới cái khu vực Barat này nhìn thấy nó hơi cổ kính ha. Bên này đặc biệt đi đâu cũng thấy nhà hàng của Trung Quốc đó, Chinese restaurant bên tay trái nè. À, giờ mình quẹo qua hướng đây nè. Xăng dưới đây mắc hơn tí xíu, 122.3, do là mấy khu vực này là nằm xa, cách xa Melbourne nên cái tiền mà chi phí vận chuyển xuống đây nên nó cao, nên cái giá xăng nó tăng là điều hiển nhiên.
các bạn thấy không, từ xa bên đây phải á, cái hướng ở ngay cái bùng binh á, bên đây phải là cái khu vực đó là đi vô chỗ Đào Vàng á, bên đây phải ra cái bùng binh nè, mình quẹo phải đó là có cái bảng nè, khu vực chỗ Đào Vàng á đó. Nên hôm nay mình chỉ đi ngang qua thôi, và bữa sau mình sẽ làm cho bạn bên tay phải nè, có nguyên một bãi đất trống chỗ đậu xe dành cho những người mà đi tới đây tham quan đó. Hiện tại là họ đã làm chỗ đậu xe, nói chung là rất là ngon lành nè. Còn bên tay trái là dọc một cái khu này là toàn là những khách sạn với nhà nghỉ dành cho mướn cho những người muốn đi du lịch tới đây ở lại qua đêm đó, để khám phá thành phố Bharat nó như thế nào. Nay là mình đi cái khu vực ven ven thôi chứ chưa có vô thẳng trực tiếp trong thành phố nha. Trực tiếp thành phố là thấy nó nhộn nhịp, tại và đi ngang qua cái khu vực Đào Vàng nó nằm ở ngoài thành phố tí xíu. Rồi, coi như hôm nay làm cho các bạn hơi thất vọng tí xíu, giống như mình đã hứa là sẽ đi coi Black Ice như thế nào mà hôm nay là coi như là chưa thấy, chưa đủ lạnh dưới so với dưới này, nên sẽ hẹn các bạn dịp tới đi mà mình thấy cái cảnh đó, mình sẽ quay lại cái cảnh đó cho các bạn thấy như thế nào. Rồi hôm nay chúc các bạn có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và tất cả các bạn bè bạn thân. Rồi nếu các bạn thấy cái video này của mình nó hữu ích thì các bạn nhớ là vui lòng nhấn nút đăng ký subscribe hoặc là like thích đó để ủng hộ tinh thần cho mình. Rồi các bạn có những yêu cầu như thế nào thì có thể để comment lại bên dưới, và khi nào mình rảnh mình hứa sẽ trả lời hết cho tất cả các bạn. Rồi thân mến chào tất cả các bạn ha.